chào các bạn, mình tên là Bảo Trân, đến từ lớp Quốc Việt và Di Anh. Hôm nay mình sẽ trình bày về lymphoma, là ung thư tủy xương hay trong lâm sàng chúng ta thường gọi là ung thư hạch. Và ung thư tủy xương thì sẽ bao gồm có 3 loại: leukemia, ung thư máu; lymphoma, ung thư hạch; và myeloma, ung thư tủy. Thì lymphoma sẽ chia ra làm 2 loại là Hodgkin và non-Hodgkin. Những triệu chứng chúng ta có thể thấy được là hạch to, sốt, đổ mồ hôi đầm đìa và sụt cân không rõ nguyên nhân, ngứa và lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Thì những cái hạch to thường là sẽ không đau và sẽ thường xuyên chảy mồ hôi về đêm. Những cái chẩn đoán mà chúng ta có thể thực hiện đó là sinh thiết hạch, những cái xét nghiệm máu, nước tiểu và xét nghiệm tủy xương thì cũng sẽ hữu dụng trong trường hợp này. Và một số cái chẩn đoán về hình ảnh bao gồm có MSCT, MRI và PET scan thì cũng giúp chúng ta xác định được là ung thư có di căn chưa và di căn ở đâu. Thì thường thì ung thư tủy xương sẽ di căn ở phổi, gan và não. Một số cái liệu pháp chúng ta có thể thực hiện đó là hóa trị, xạ trị, liệu pháp trúng đích và phẫu thuật. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.